và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như anh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường, dường như là vẫn thế em không trở lại. Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc qua chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại những ngày hôm qua. Và rồi ta hứa quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như anh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường, dường như là vẫn thế em không trở lại. Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại những ngày hôm. Trôi xa như âm để lại, và nếu thuộc về nhau ta sẽ trở lại. Phải nói rằng là
điều gì mà thuộc về chúng ta là chắc chắn nó cũng sẽ trở lại với chúng ta, phải không ạ? Trong tình yêu hay là trong công việc, bất cứ điều gì cũng vậy, cho nên tâm nghĩ cuộc sống là điều vô cùng kỳ diệu. Bản thân Mỹ Tâm cũng vậy, có thể là bây giờ đang rất là đau khổ vì tình yêu, hoặc cũng có thể là đang rất là hạnh phúc. Và dù như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta còn phải tiếp tục cuộc sống của mình và làm những điều thật tốt đẹp, phải không ạ? Mấy giờ rồi ta? Mấy giờ rồi ạ? Sắp đến giờ biểu diễn của Mỹ Tâm rồi. Tâm đây mà chuẩn bị ngay bây giờ để tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những ca khúc mà quý vị yêu thương. Ca khúc đầu tiên sẽ là